Xin chào các em. Hôm nay thầy sẽ hướng dẫn các em 214 bộ thuật kanji. Chữ kanji là chữ Hán của Trung Quốc nên còn gọi là Hán tự. Do chữ kanji là chữ tượng hình cho nên là để dễ nhớ thì chúng ta học bộ thủ thì chúng ta biết được cái nét chữ kanji đó thuộc nhóm nào, thuộc nội dung như thế nào và ý nghĩa của chữ đó. Không nhất thiết là chúng ta phải học ngay lập tức 214 bộ thủ này, vì trong quá trình học thì có chữ kanji chúng ta gặp rất là thường xuyên và những chữ kanji chúng ta ít có gặp. Vì vậy, chúng ta tìm hiểu qua 214 bộ thủ này để giúp chúng ta hiểu hết được những chữ kanji như thế nào và nó thuộc trong bộ nào và có ý nghĩa như thế nào. Đối với chữ kanji ở Nhật hiện nay có 2136 ký tự được sử dụng phổ biến, và trong chương trình giáo dục thì có 1945 ký tự. Bây giờ thầy sẽ hướng dẫn cho các em 214 bộ thủ của kanji. Đầu tiên là bộ thủ một nét, có chữ nhất là ichi, cổm, bô, chủ, ten, phiệt, no, ức, ô, chữ, quyết, hanepo, bộ thử hai nét, nhị, ni, đậu, napeputa, nhân, hito, nhi, nin nhờ, nhập, igu, bác, hachigashila, huynh, makigame, mịch, wakamuli, băng, nisui, kỷ, chukue, khảm, ukebako, đao, katana, lực, chikala, bao, chuchumigame, chỉ, sajinohi, phương, hakogame, hải, kakushigame, thập, diêu, bóc, bokunoto, tiết, fushijukuli, hán hay là xưởng, gandale, khư hay là tư, mư, hậu, mata. Bộ thủ có 3 nét, chúng ta có những chữ sau đây: khẩu, cừ chi, phi, kunigame, thổ, chư chi, sĩ, samurai, chỉ, fuyugashila, chi, suyo, tịch, diêu bê, đại, đai, nữ, onna, tử, cô, miên, ukamuli, thốm, sân, tiểu, chisai, un, mageashi, thi, shikabane, triệt, tê trừ, sơn, yama, xin, kawa, công, takumi, kỷ, onole, cân, hapa, can, moshi, yêu, itogashila, nghiễm, madale, dẫn, inyo, cũng, niyuashi, giặc, shikigame, cung, yumi, kệ, Kegashila, Sam, Sanjikuli, Sit, Gionin Pen. Bộ thủ có 4 nét, chúng ta có những chữ sau đây: Tam, Lissimben, Wa, Kanohoko, Hộ, Tobilanoto, Thủ, Tê, Chi, Sinio, Phập, Noben, Văn, Binh, Đảo, Tomasu, Cân, Ono, Phương, Hồ, Vô, Munio, Nhật, Nichi, Viết, Iwaku, Nguyệt, Tsuki, Mộc, Ki, Khiếm, Akubi, Chỉ, Tomegu, Đãi, Gachuhen, Thù, Hokochikuli, Vô, Nakale, Tỷ, Kulabegu, Mao, Kê, Thủy, Uji, Khí, Kigame, Thủy, Mizu, Hỏa, Hy, Chảo, Chư Mê, Phụ, Chi Chi, Hào, Cô, Tường, Sô Hen, Phiến, Kata, Nha, Kiba Hen, Nghiêu, Hù Si, Khuyển, Inu. Bộ thủ có 5 nét, chúng ta có những chữ sau đây: Huyền, Gen, Ngọc, Tama, Hoa, Uli, Ngoã, Kawala, Cam, Amai,
sinh, umaligu, dụng, mochiigu, tiền, ta, thức, hiki, nạch, yamaidale, bát, hachugashila, bạch, silo, bì, kegawa, mảnh, sala, mục, mê, mau, munohoko, thủy, da, thạch, isi, kỳ, shimesu, nhũ, gunoashi, hà, nogi, huyệt, ana, lập, tatsu, chúc, take, mễ, kome, mịch, ito, phảo, can, võng, amigashila, dương, hichuji, vũ, hane, lão, lô, nhi, shikashite, lõi, laisuki, nhĩ, mimi, dược, fudezukuri, nhục, niku, thần, xin, tử, mizukala, trí, itagu, củ, usu, thiệt, sita, xuyển, masu, chu, fune, cấn, usitola, sắc, ilo, thảo, kusa, hô, tola kanmuli, trùng, musi, huyết, chi, hành, gyo, y, kolomo, á, nisi. Bộ thủy có 7 nét, chúng ta có những chữ sau đây: kiến, migu, dép, chuno, ngôn, koto, cốc, tani, đậu, mame, thủy, inoko, chải, mujina, bói, cai, xích, aka, tẩu, hashigu, túc, ashi, thân, mi, sa, kuma, tân, kalai, thần, shinotatsu, xước, xin nhiều, ấp, mula, dậu, toli, biển, nogome, lý, sato. Bộ thủ có 8 nét, chúng ta có những chữ sau đây: kim, kane, trường, nagai, mon, mon, phụ, gifunofu, đãi, lezukuli, chi hay là chi, fugutoli, vũ, ame, thanh, ao, phi, alazu. Bộ thủ có 9 nét, chúng ta có những chữ sau đây: diện, men, cắt, kakunokawa, vi, nameshigawa, củ, nila, âm, ô tô, huyệt, ô gai, phong, kaze, phi, tô bư, thật, sô cư, thủ, cư bi, hương, ni oi cô. Bộ thủ có 10 nét, chúng ta có những chữ sau đây: mã, ừ ma, cốt, hone, cao, tà cai, tiêu, kamigashila, đấu, togamae, sưởng, trồ, cách, kanae, quỷ, oni. Bộ thử có 11 nét, chúng ta có những chữ sau đây: ngư, ư ô, điểu, tô ly, lỗ, lô, lọc, shika, mạch, mugi, ma, asa. Bộ thử có 12 nét, chúng ta có những chữ sau đây: hoàng, kilo, thứ, kibi, hắc, kulo, chỉ, fuchu. Bộ thủ có 13 nét, chúng ta có những chữ sau đây: mảnh, ben, đỉnh, kanae, cổ, chujumi, thử, nezumi. Bộ thủ có 14 nét: tị, hana, tài, xê. Bộ thủ có 15 nét: sĩ, ha. Bộ thủ có 16 nét: long, liều, quy, kame. Bộ thủ có 17 nét: dược, gia cừ. Thì vừa qua chúng ta đã học 214 bộ thủ kanji. Thì các em chú ý, trong 214 bộ thủ này có những chữ đứng một mình khi nói thì hiểu nghĩa, chẳng hạn như là chữ hana là cái mũi, ha là găng, hay là nezumi là con chuột, kilo là màu đen, kilo màu vàng, hay là ki là cây, vân vân. Ngoài ra thì cũng có một số chữ thì khi mà chúng ta nói thì sẽ nói cách khác, chứ không có nói giống như trong bộ thủ. Ví dụ như chúng ta có
bộ ngư là ừ ô, nhưng mà khi mà chúng ta nói bộ ngư này là cá thì người ta sẽ nói là sakana, cho nên các em chú ý có những chữ khác biệt như vậy. Ngoài ra thầy cũng muốn giải thích cho các em hiểu thêm là tại sao bộ thủ thì có 17 nét mà trong khi đó có nhiều chữ kanji lên tới 20 mấy nét. Thì đây thầy lấy ví dụ đơn giản là chữ ame là mưa là thuộc bộ vũ, thì chữ ame đó là có 8 nét, nhưng mà chữ tiết thì cũng thuộc bộ vũ nhưng mà lên tới 11 nét. Là khi mà chữ tiết ở trên là bộ vũ nhưng ở dưới có thêm chữ e hoa ngược lại nữa là thêm 3 nét nữa là 11 nét. Cho nên là bộ nhiều khi là những chữ nằm trong bộ đó nhưng mà số nét sẽ khác nhau, và nhiều khi là cái bộ đó là những cái bộ để đại diện thôi, còn khi mà chữ viết thì nhiều khi là sẽ thêm những cái nét khác nữa. Bộ là để gom lại có những cái nét giống nhau của những chữ kanji và ý nghĩa nó cũng gần gần gũi nhau, cho nên là để cho người ta dễ nhớ thì bộ này chính là để tập hợp những chữ kanji nó có cái nghĩa gần gũi. Khi học được bộ này thì các em sẽ hiểu được nội dung của chữ kanji. Bài học của chúng ta đến đây là kết thúc. Hy vọng video về 214 bộ thủ kanji sẽ giúp cho các em trở nên là dễ dàng hơn trong việc học kanji và dễ nhớ hơn. Xin chào và hẹn gặp lại các em. Các em nhớ đăng ký kênh để nhận bài học sớm nhất.